Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Anh thư thú nhận tội giết người, lên ý định tự tử. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Hoa Vương. Sóng gió gia tộc đổ xuống gia đình ông Quang Hải khi anh thư thú nhận tội giết người sau khi nhận giải. Cô tuyên bố giải nghệ để trao quyền MC lại cho Trúc Mai. Anh thư lái xe tới một bãi biển để tự tử, nhưng khi nước đã ngập đến bụng cũng là lúc cô bắt đầu đau bụng. Anh thư thương đứa nhỏ vô tội, làm như vậy càng khiến tăng sự khinh bỉ và căm ghét từ mọi người. Cuối cùng, cô quyết định nói ra sự thật cho gia đình. Trước sự bực tức của ông Quang Hải và lo lắng của Hải Đăng, anh thư đã thú nhận mình đã giết người. Cô muốn tìm đến cái chết, nhưng nghĩ đến em bé còn nhỏ nên dừng lại. Tất cả đều bàng hoàng, không thể tin đó là sự thật. Chỉ có bà Trà My là hết sức bình thường. Trà My lợi dụng tâm trạng của anh thư đang bất ổn để hỏi về bí mật quá khứ và tin rằng việc tiết lộ sự thật sẽ giúp cô tìm được luật sư. Anh thư không chấp nhận việc nói ra việc này vì cho rằng nó chẳng hay ho gì. Sau đó bà Trà My xúi giục ông Hải ép Hải Đăng phải ly hôn, lấy lý do mình đã chết và đó là tội giết người, thì không thể nào bao che cho tội phạm được. Trà My quyết định hạ bệ anh thư với lý do tội giết người, không bao che cho tội phạm. Nếu không ly hôn trước khi anh thư tự thú, có thể ảnh hưởng đến gia đình và tập đoàn Tinh Hoa, liệu kế hoạch của bà ta có thành công hay không? Kính mời các bạn đón xem các diễn biến tiếp theo của Hoa Vương trên Kamita TV. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.